Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Kênh video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn combo một cái bộ đầu càng chữ A dành cho xe 3 bánh hoặc 4 bánh có phanh đĩa. Thì cái bộ này nó đầy đủ. Em giới thiệu cho các bác đến chi tiết cái phụ tùng của nó. Nó sử dụng cái tim ốc bắt cho 4 bánh là vuông 7 và chéo 10. Cái này nó đặc biệt hơn đấy là thường thường thì cái bộ này đa số nó là vuông 8 chéo 11. Thì riêng đối với bộ này thì mình setup nên là vuông 7 và chéo 10. Nó sử dụng cho những cái bánh phổ thông hơn, không nhất thiết là phải những dòng bánh ATV. Bánh ATV đa số là vuông 8 chéo 11 thôi. Nó cũng không có cái gì đặc biệt. Thì bộ này sử dụng phanh chân, thì có cái chân phanh phía bên phải cái hình màn hình các bạn đấy. Còn bên trái là một cái bộ tổng ben và dây dầu với cái cụm phanh. Bộ càng chữ A này thì khi các bạn lắp đặt lên thì kích thước tối thiểu nó đạt được là 85 cm. Lúc đó thì các bạn lắp bánh lên thì nó sẽ tương đương với thân bánh của bạn nữa. Ví dụ bánh dày 10 phân thì nó sẽ là thành 87 là thành 97. Thì nó là kích thước tối thiểu. Còn kích thước mở rộng thì cái đấy là do phần khung xe của các bạn thôi. Một lưu ý nữa đối với các bạn làm xe là khi các bạn lắp đặt cái kích thước tối thiểu ấy thì các bạn lắp tay lái thôi. Còn nếu các bạn lắp thước lái thì nó sẽ bị sai số về cái mặt hình học. Do là cái thước lái của mình nó rộng, nó dài tới 50 cm. Đấy. Mà cái càng chữ A thì mỗi lần dao động nhún lên nhún xuống nó sẽ có cái thay đổi về cái khoảng cách. Vì vậy cái khoảng cách này khi các bạn nhún lên thì khoảng cách giữa cái đầu bánh chữ A, đầu chữ A nó sẽ thu hẹp lại. Đấy. Thế thì nếu như cái thước lái của mình là nó cũng không phải là một cái hình song song mà hình ngắn đơn thì sai số hình học nó sẽ bị doãn bánh ra. Tức là bánh có hiện tượng trụm vào hoặc xòe ra theo phương phía trước và phía sau. Thì cái này nhất thiết nếu mà phải làm cầu nhỏ, xe nhỏ thì sẽ có hướng khắc phục riêng. Cái này mình sẽ bày cho khách hàng. Đây là trọn bộ của nó. Thì khi các bạn làm xe 4 bánh thì sẽ phải thay lại tổng phanh dầu cho dùng cho 4 bánh riêng. Còn mình chỉ giới thiệu các bạn combo cái bộ như thế này thôi. Đấy. Video thì mình làm hết sức là ngắn gọn thôi. Chủ cho các bạn nhìn để biết được những cái phụ tùng của nó gồm những cái gì. Và các bạn biết giá là như thế nào. Đồng thời cũng là để mình tiện trao đổi kỹ thuật với khách hàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn xem video nhớ bấm đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những thông báo khi đăng video mới nhất. Mọi chi tiết về thông số kỹ thuật và giá cả sản phẩm xin vui lòng xem phần mô tả sản phẩm. Các bạn lưu ý cái bộ này là bộ tim ốc chéo 7 và vuông 10 nhé. Còn chéo 8 và vuông 11 thì nó rẻ hơn một chút.